Quyển 90 thứ 2 Nhiếp Trạch sự sử khế kinh phần 2. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Năm 2 và 13 sau cùng là bốn nghiệp, có hai chủng nghiệp, một nghiệp nặng, hai nghiệp nhẹ, lại có hai nghiệp, một nghiệp tăng trưởng, hai nghiệp không tăng trưởng. Lại có hai nghiệp, một nghiệp do cố tư duy mà tạo, hai nghiệp không cố tư duy mà tạo. Lại có hai nghiệp, một nghiệp quyết định thọ, hai nghiệp bất định thọ. Lại có hai nghiệp, một nghiệp dị thục đã chín muồi, hai nghiệp dị thục chưa chín muồi. Lại có ba chủng nghiệp, một nghiệp thiện, hai nghiệp bất thiện, ba nghiệp vô ký. Lại có ba nghiệp, một nghiệp thuận thọ lạc, hai nghiệp thuận thọ khổ, ba nghiệp thuận thọ không khổ không lạc. Lại có ba nghiệp, một nghiệp thuận thọ hiện pháp, hai nghiệp thuận thọ sanh, ba nghiệp thuận thọ về sau. Lại có ba nghiệp, một nghiệp học, hai nghiệp vô học, ba nghiệp phi học phi vô học. Lại có ba nghiệp, một nghiệp kiến sở đoạn, hai nghiệp tu sở đoạn, ba nghiệp không đoạn. Lại có ba nghiệp, ba nghiệp quanh co, đó là thân quanh co. Lại có ba nghiệp uế, đó là thân uế. Lại có ba nghiệp trược, đó là thân trược. Lại có ba nghiệp thanh tịnh, đó là thân thanh tịnh. Lại có ba nghiệp tĩnh lặng, đó là thân tĩnh lặng. Lại có bốn chủng nghiệp, một nghiệp hắc dị thục hắc, hai nghiệp bạch dị thục bạch, ba nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch. Bốn nghiệp không có dị thục, không phải hắc không phải bạch, năng tận các nghiệp. Nên biết trong đây do ba chủng nhân duyên khiến nghiệp thành nặng, một do ý vui, do truyền mạnh mẽ gây ra. Thấy người đồng pháp phát sanh hoàn hỷ, đối với người hành tùy pháp, nhiều tùy tâm tư, nhiều tùy tứ sát lại không sanh hoàn hỷ. Như vậy gọi là do ý vui khiến nghiệp thành nặng. Hai, do giá hạnh, ở nơi nghiệp kia gây tạo không gián đoạn, gây tạo sâu dày, trưởng thời tích tập. Lại ở việc đây mà khuyến khích người khiến làm, lúc người làm theo thì khen ngợi tán thán. Như vậy gọi là do giá hạnh nên khiến nghiệp thành nặng. Ba, do ruộng, các hữu tình đối với mình có ân hoặc an chủ chánh hạnh và quả chánh hạnh, mà đối với những vị kia phát khởi tà, cho là làm thiện làm ác, nên biết nghiệp đây gọi là nặng. Nghiệp nhẹ nên biết trái với tướng trên, nghiệp không tăng trưởng hoặc nghiệp có hành động gây tạo, không hiển rõ ràng hoặc do làm trong mộng, hoặc do ẩn che không ghi nhớ mà làm, hoặc do làm bất thiện nhưng sau lại hối hận, nhiếp trị, nhiếp thọ đối trị. Lại ở đây tất cả các nghiệp thanh tịnh tương tục, như vậy đều gọi là nghiệp không tăng trưởng. Nghiệp tăng trưởng là nghiệp trái với tướng trên, nghiệp do cố tư duy mà tạo, tức là trước đã suy lược, đã tùy xem soi suy nghĩ, đã tùy quán xét rồi mới có tạo tác. Kia hoặc thác loạn hoặc không thác loạn. Nếu kẻ kia thác loạn, tức là đối với người khác suy nghĩ muốn sát hại, hoặc muốn trộm cướp, hoặc muốn chia rẽ, hoặc muốn vọng ngữ, và khi dối suy nghĩ như vậy rồi, tức dùng tưởng đầy thực hiện được từng việc riêng khác, nên biết trong đây do ý vui nên thuyết là nặng, chẳng do sự mà thuyết là nặng. Nên biết tướng không thác loạn thì trái với tướng trên. Nghiệp không cố tư duy mà tạo là nghiệp trái với tướng trên. Nghiệp quyết định thọ là nghiệp do cố ý tư duy mà làm, thuộc loại nặng. Nghiệp bất định thọ cũng là nghiệp do cố tư duy mà làm, nhưng thuộc loại nhẹ. Nghiệp dị thục đã chín muồi là nghiệp đã cho quả. Nghiệp dị thục chưa chín muồi là nghiệp chưa cho quả. Nếu lúc muốn chứng A-la-hán mà trước đã gây tạo nghiệp quyết định thọ, do quả dị thục hiện tại tiền nên năng làm chướng ngại, không phải do thân tương tục đuổi theo. Vì cớ sao? Bởi đã chỉ do nghiệp sanh không quân bình, so với thân sở y mà năng làm chướng ngại, khiến không thể đắc quả A-la-hán. Nếu ở nơi không thọ sanh mà thọ hậu hữu thì đối với sở chứng đắc quả A-la-hán không thể làm chướng ngại. Nhưng vị kia lại là nghiệp quyết định thọ. Vì cớ sao? Do tức đường phiền não cho bạn kia và tức đường các hành tương tục kia mới thi thiết nghiệp đây là quyết định thọ. Nghiệp thiện do hai nhân duyên mà được kiến lập, một do nắm giữ quả ái, hai do ở nơi cảnh sở duyên như thật biết khắp và quả kia. Nghiệp bất thiện do hai nhân duyên mà được kiến lập, một do nắm giữ quả phi ái, hai do ở nơi cảnh sở duyên tà chấp trước. Nghiệp vô ký là nghiệp được kiến lập do ở nơi hai chủng hành tướng thiện và bất thiện, không thể ký nên kiến lập kia. Nghiệp thuận thọ lạc là sở hữu nghiệp thiện hệ buộc sơ nhị tam tịnh lự điện,
và hệ buộc dục giới hoặc nghiệp trước làm nhân chịu cảm thọ lạc, nên biết nghiệp đây cũng được gọi là nghiệp thuận thọ lạc. Nghiệp thuận thọ khổ là các nghiệp năng chiều cảm sanh trong đường ác, sanh trong bằng sanh và ngạ quỷ. Nghiệp thuận thọ không khổ không lạc là các nghiệp từ đệ tứ tịnh lự và các địa trên, chỉ trừ địa ngục và các xứ còn lại nên biết đều được gọi là tạp khổ, tạp thọ khổ lạc, tức do nghiệp kia được tăng thượng khiến thần đường tạp trụ khổ lạc đầy mà chúng không trở ngại nhau. Nghiệp thuận thọ hiện pháp do tướng trạng ý phù như thế tạo tác các nghiệp, hoặc do tướng trạng gia hạnh như thế tạo tác các nghiệp, đó là gia hạnh sự, gia hạnh thân và gia hạnh ngữ. Hoặc do tướng trạng ruộng lành như thế tạo tác các nghiệp nên trong hiện pháp dị thục chín mùi, như vậy gọi là nghiệp thuận thọ hiện pháp. Nghiệp thuận thọ sanh, nếu nghiệp gây tạo ở trong hiện pháp dị thục mà chưa chín mùi ở trong sanh đời kế sẽ sanh dị thục, gọi là nghiệp thuận thọ sanh. Nghiệp thuận thọ về sau, nếu nghiệp gây tạo hiện pháp đời kế sanh dị thục mà chưa chín mùi, từ đây về sau dị thục mới chín mùi, nên biết đây gọi là nghiệp thuận thọ về sau. Nghiệp hữu học, các thánh đệ tử tùy từng giai đoạn mà nương tăng thượng giới, nương tăng thượng tâm, nương tăng thượng tuệ tu học vô lậu, và đây về sau đắc nghiệp thiện hữu lậu gọi là nghiệp hữu học. Nghiệp vô học ở trong thân tương tục của tất cả A-la-hán tùy ứng các nghiệp, nghiệp phi học phi vô học. Ngoại trừ nghiệp hữu học, nghiệp vô học, các nghiệp còn lại, nghiệp kiến sở đoạn là các nghiệp hoặc tương ứng phiền não kiến sở đoạn, hoặc do đây dẫn phát tư duy tất cả nghiệp năng đến các đường ác. Nghiệp tu sở đoạn là các nghiệp hoặc tương ứng phiền não tu sở đoạn, hoặc do đây dẫn phát tư duy. Nghiệp không đoạn, tất cả nghiệp của hữu học vô học suốt thế gian. Nên biết trong đây ở hiện pháp do ba chủng tướng tư duy rồi gây tạo các nghiệp bất thiện đã làm khiến tăng trưởng, nhưng trở lại đoạn trừ những gì là ba: một, vì đoạn hiện pháp; hai, vì đoạn sanh; ba, vì đoạn sau. Đoạn hiện pháp, như có người ở trong hiện pháp cố suy nghĩ gây tạo nghiệp đã làm cũng khiến tăng trưởng rồi bèn lại chán liệt, tức là ở nơi sự việc làm rồi thọ rồi từ đó sanh chán liệt, đây là dị sanh, chưa đắc ly dục trụ đầy mạo mạng chung, nên chưa có thể khiến ở đời sanh kế tiếp không gây tạo nghiệp kia, không thọ dị thục, cũng chưa thể khiến ở thân sau không có việc đây. Ở trong hệ pháp cũng chưa một hướng năng khiến không gây tạo nghiệp đây. Đoạn sanh, lại có người đã thọ chán lìa, tuy là dị sanh mà ở dục giới đã đắc lý dục, an trụ như thế mà mạng chung. Kia ở hiện pháp bèn không tạo tác, ở đời sanh kế tiếp vị sanh, còn không thọ dị thục, huống lại sanh rồi sẽ tiếp tục kế tạo, nhưng chưa giải thoát, nên ở các đời sau, vị sau tạo tác nghiệp và thọ dị thục. Đoạn sau lại có người tuy là hữu học mà ở dục giới chưa đắc lý dục, ban đầu đã thành tựu thọ chán lìa rồi, hoặc lại chứng quả thứ hai của sa môn, kia khởi nghĩ đây: vì ta sở hữu nhiều thô trọng, nhiều nhiệt não, chỉ nên vứt bỏ, nhàm chán các nghiệp ác mà thần đã gây tạo, nghiệp ở hiện pháp đều thọ tất cả. Hoặc chỗ có nghiệp hiện pháp thọ, hoặc khổ hoặc lạc của ta đều nguyện đồng thời mà thọ, đừng khiến ta sẽ ở vị sanh sau, hoặc ở vị sanh sau nữa mà thọ dị thục kia. Chánh tâm phát thệ nguyện như vậy rồi, vì đoạn kia lại thêm tu bốn vô lượng, dùng phẩm định Samatha nhiếp lấy việc phát khởi chánh gia hạnh. Thực hành như vậy, muốn khiến nhân duyên năng khởi nghiệp kia rốt ráo tận và tiến đến ly dục ái. Nên biết trong đây, hoặc do ý vui sân, hoặc do ý vui hại, hoặc do tánh tật đố, hoặc do sanh sầu đắm trước, ẩn nơi việc khả ái do đây làm nhân, nên ở nơi các hữu tình mà phát khởi tà hạnh, tức dụng thần ngữ ý khởi vô số việc xấu ác, thuộc nghiệp ác. Nếu muốn đối trị bốn chủng nhân duyên năng sẽ khởi ác nghiệp như vậy, tu bốn vô lượng thắng tam ma địa, vị kia cho đến đối với thiếu nam thiếu nữ, không chỗ dùng chứa, không khiến tạm phát khởi các nghiệp tư duy ác. Vị kia tu giả hạnh như vậy, năng tận sở hữu nhân duyên nghiệp ác, nên biết chân tránh tu tập giả hạnh như vậy. Nên hai nhân duyên ở nơi tạo tác và tăng trưởng tất cả nghiệp ác đều năng hàng phục, đó là do tu tập định vô lượng. Vì cớ sao chỗ gây tạo nghiệp ác đây chỉ đối với cảnh giới hữu tình có lượng mà phát khởi ý thích không làm nhiều ích. Sự tu tập vô lượng đây bèn đối với cảnh giới hữu tình vô lượng mà phát khởi ý lạc làm việc nhiều ích.
Lại nếu tâm năng phát khởi nghiệp bất thiện nhiếp thuộc cảnh giới thấp kém là sở đối trị, thì việc tu tâm đồng hành vô lượng nhiếp thuộc cảnh giới thắng diệu là năng đối trị. Lại tâm thủ thắng hơn vì việc gây tạo nghiệp đều từ tâm lưu xuất, nên nói gom hết thế gian thầy đều là tâm loạn, vì hệ thuộc tâm, vì nương tâm truyền. Người hành như vậy chưa phát chánh nguyện làm chỗ nương, sao khéo tu tập vô lượng tâm định. Lúc ở giai đoạn tiến đến ly dục ái, liền năng thành tựu trụ quả bất hoàn. Nếu chỉ ở đây tạm sanh vui đủ trong hiện pháp, không cầu thắng tiến, thì vị kia ở trong hiện pháp còn không tạo nghiệp, huống ở vị sanh hoặc ở vị sau, lại quyết định chẳng thể sẽ thọ vị sanh, vị sau dị thục. Nghiệp quanh co là chỗ có tất cả nghiệp thiện bất thiện của những kẻ ngoại chánh pháp, rời trong tà kiến, những kẻ hành tà đạo do tà kiến phát khởi, do lực tà kiến tăng thượng phát sanh. Nghiệp uế, các nghiệp phát khởi do tham sân mãnh lợi. Nghiệp trược là các nghiệp phát khởi do ngu si, như kẻ si mãnh lợi, kẻ độn can phẩm thượng, kẻ quên mất nhớ nghĩ, kẻ cực ám độn. Nghiệp tịnh là tất cả diệu hành năng đến đường thiện. Nghiệp tĩnh lặng là tất cả diệu hành năng đến niết bàn. Nghiệp hắc dị thục hắc là nghiệp ác năng cảm mới mỗi cõi địa ngục riêng khác. Nghiệp bạch dị thục bạch là nghiệp thiện năng cảm đường thiện mỗi mỗi cõi trời riêng khác. Nghiệp hắc bạch dị thục hắc bạch là các nghiệp năng cảm các xứ còn lại. Ở xứ đây có hai nghiệp quả hiện tiền khả đắc nên thuyết chung là một nghiệp. Nghiệp không dị thục, không hắc không bạch năng tận các nghiệp là các nghiệp vô lậu xuất thế gian, hoặc nghiệp đã tận vì khiến các nghiệp chưa sanh sẽ chẳng sanh, hoặc nghiệp sẽ tận vì khiến các nghiệp đã sanh bị hệ buộc. Hai chủng gọi chung là năng tận các nghiệp. Nếu đem so trong phạm vi nhân quả dị thuộc khả ái thì nói là không bạch. Nên biết mỗi xứ của cõi trời chỉ có một hướng bạch, đó là vượt qua cõi trời tha hóa tự tại. Ở trong dục giới có chỗ ma vương đóng đô, cung điện chúng ma và phạm thế, cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, sở hữu nghiệp thiện thuyết chung là một. Do các xứ sở kia mắt thấy sắc cho đến ý biết pháp, một hướng khả ái vì nghĩa thủ thắng tương tục tăng thượng, vì nghĩa một ý dẫn phát ý mà thành tựu. Riêng xứ sở địa ngục có bốn: một đại địa ngục, hai độc nhất địa ngục, ba hàng địa ngục, bốn cận biên địa ngục. Ở các xứ sở đây họ có cõi chỉ riêng thuần thọ các quả dị thục của nghiệp thuận thọ lạc, hoặc có cõi chỉ riêng thuần thọ các quả dị thục của nghiệp thuận thọ khổ, cho nên thuyết là mỗi mỗi xứ sở riêng khác. Lại ở cùng mà ở sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự chỉ thuần thọ duyệt lạc, nếu ở đệ tam tịnh lự trở nên thuần thọ hỷ lạc. Nói hỷ lạc tức là khiến tâm điều nhu, khiến tâm an ổn thích duyệt, cùng tương tọa hỷ nên gọi là hỷ, chẳng phải thọ hỷ. Cùng tương tọa lạc nên gọi là lạc, chẳng phải thọ lạc. Chỗ hằng lãnh thọ môn sáu xúc xứ nên biết tức kia gọi là sáu xúc xứ, và nghĩa đạo lý nhân quả phụ thuộc lẫn nhau và mỗi xứ sở điều riêng khác. Lại nữa Út Đà Nam nói: vô trí trí cùng định, thủ thắng chướng học thảy, trước vô ngã thánh đạo, hai biển không đồng phận. Hoặc các tà kiến, hoặc các ngã kiến, hoặc tức vô minh đường trước đã thuyết, vì ba chúng hữu tình vô trí làm gốc mà được sanh khởi. Nếu hôn năng đoạn căn bản vô nghĩa hết đây, bộ pháp trong tất cả chúng năng khởi tất cả tạp nhiễm, nên biết kẻ kia năng chân tránh ký chỗ hiểu biết. Trong đây chỗ khởi tạp nhiễm thứ nhất tổn giảm đối với sự thật có, tạp nhiễm thứ hai tăng ích đối với sự hư vọng không thật, tạp nhiễm thứ ba ở sự việc như thật hiện rõ phương tiện năng tạo tác ngu si. Vì ở hai nhân kia có ngu si nên hoặc khởi tăng ích hoặc khởi tổn giảm. Lại nữa có hai chủng như thật trí: một nương tác ý như lý dẫn phát, hai nương tam mà điện dẫn phát. Một nương tác ý như lý dẫn phát vì lực lắng nghe chánh pháp tăng thượng nên thành tựu tác ý do chân chánh văn từ như thật rõ biết ở nơi năm chủng phần vị thọ chuyển biến phát khởi quá hoạn. Lại tức ở nơi phần vị chuyển biến đây như lý tư duy gọi là bất định địa, lấy như thật chánh trí đây làm chỗ nương mà năng theo đó nhập vào tu tập. Sao gọi là phần vị chuyển biến phát khởi quá hoạn? Tức là các vị khổ lạc tánh vô thường. Trong phần vị khổ có tự tánh của tánh khổ, trong phần vị lạc có tánh pháp biến hoại. Sao gọi là phần vị chuyển biến? Phần vị lạc và phần vị khổ có tánh riêng khác. Nếu phần vị khổ và phần vị lạc có tánh riêng khác, như vậy nên biết tất cả phần vị chuyển riêng khác ở nơi riêng khác đây như thật quán thấy ở nơi phần vị đây trụ tưởng vô thường.
Như thật quán thấy quá vạn riêng khác, rõ biết sở hữu thọ đều là khổ rồi. Trụ tưởng khổ, có tưởng như vậy, có kiến như vậy năng chứng thành tịnh nên cũng được gọi là như thật trí. 2. Do nương định dẫn phát như thật trí, tức là lúc nương hành tướng kia chuyển, khinh an nhiếp lấy thành tịnh không bị nhiễu loạn, tịch tĩnh mà chuyển. Nhân biết hành đầy cùng với trước có sự sai biệt. Lại tánh vô thường chính là cộng tướng của tất cả hành, tánh khổ là cộng tướng của tất cả pháp hữu lậu. Vì hai chủng như thật trí đây làm chỗ nương nên biết năng tránh hiển rõ như thật hai tướng của pháp kia. Lại nữa, người trụ nội pháp chưa đắc tâm định so với tâm định của ngoại đạo còn có sự sai biệt. Do trí thắng vượt hơn cũng là người đắc tâm định. Vì cớ sao các ngoại đạo kia tuy đắc tâm định cho đến cực xa chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng định, nhưng do trời thể như thật rõ biết ở nơi sáu xúc xứ dụng năm chuyển khiến tâm chân tránh ly dục chứng đắc giải thoát, cho nên ngoại đạo kia so với người ở nơi tránh pháp luật đây có sự sai biệt lớn như tướng đất so với hư không. Người trụ nội pháp tuy chưa đắc định, chỉ do tịnh tín lắng nghe thắng giải vô ngã để năng chứng đắc tâm tạm mà địa, nơi sáu xúc xứ năng đoạn năng biết tâm đắc ly dục và chứng giải thoát, cho nên nên biết đối với tránh pháp luật ngoại đạo kia bị hoại mất, người trụ nội pháp đây không bị hoại mất, chỉ có lúc thắng giải chân tránh từng tục chuyển nơi sáu cảnh giới, nương sáu căn lược có năm chủng diệu hành tịch tĩnh. Tức là vì đối với kia thấy sâu lỗi lầm tai họa gọi là khéo điều phục, vì ở trong các cảnh giới không nên phục tùng thì không phục tùng gọi là khéo giàu sang, vì ở trong các cảnh giới nên phục tùng thì phục tùng, hoặc ở trong các cảnh thượng giới bỗng nhiên hiện tiền thì khéo an trụ niệm gọi là khéo thủ, vì ở nơi tất cả phiền não đều năng đoạn trừ gọi là khéo hộ, vì đã khéo tu tập đạo viên mãn gọi là khéo tu. Lại nữa, ở nơi hai xứ Như Lai chứng đắc an lập trí, năng tránh hiển thuyết vượt các khổ lạc, chẳng thể không chứng đắc mà an lập thắng trí. Ở trong ấy nếu có người khởi hiểu như vậy, đại sa môn kiểu đắc ma đây không biết không hiểu, nơi các thế gian chỉ một hướng an vui, lại tuyên thuyết pháp yếu cho đệ tử rằng an vui đây xen tạp các khổ, xen tạp nương dựa các thế gian, khiến họ sanh sầu sợ hãi, muốn vượt thoát khổ vui, nên biết hiểu đây là tà tưởng, là tà phân biệt, là đại tà kiến. Vì Như Lai khéo biết thế gian hoặc một hướng lạc hoặc một hướng khổ, hoặc xen tạp khổ lạc, nhưng tất cả kia đều là vô thường. Cho nên vì khiến các chúng đệ tử vượt qua tất cả thế gian vô thường, vượt qua khổ vui nên thuyết tránh pháp yếu, do ba chủng tương ứng mà tránh rõ biết các sự khả ý, tức là các sự khả ái đời vị lai gọi là sở truy cầu, hoặc các sự khả ái đời quá khứ gọi là sở tầm tư, hoặc bên ngoài cảnh khả ái đời hiện tại gọi là sở thọ dụng, hoặc bên trong lãnh thọ khả ái đời hiện tại gọi là sở đắm trước. Nên biết trong đây rơi vào ba đời vị lai, quá khứ hiện tại có bốn hành tướng. Ở nơi hành tướng đây đang theo đó nhập vào là tướng duyệt ý, tướng ý sở lạc, tướng sắc khả ái, tướng sắc bình an. Nhiều chỗ thích hợp nên biết, tức là bốn chủng hành tướng khả hân, khả lạc, khả ái, khả ý. Lại nữa, người sinh tu định lượng có hai môn, hai thời, hai địa, chỗ có các dục năng làm chướng ngại đối với sự dẫn phát ba chủng đặc trì. Vì muốn đoạn trừ chướng ngại như vậy, tránh sinh tu tập năm chủng đối trị. Trong đây nên biết người ở chốn viễn ly đối với các dục đã từng thọ dụng ở quá khứ do môn tầm tư khiến tâm trồi nổi tàn mạn. Lại người hiện tại sống ở cư gia chỗ có lợi dưỡng cung kính đồng hành các dục do môn tầm tư khiến tâm tán loạn. Trong đây vào lúc hành chỗ có các dục đồng hành lợi dưỡng cung kính khiến tâm trồi nổi tàn mạn. Vào lúc trụ chỗ có các dục đã từng thọ dụng ở tại cư gia khiến tâm tán loạn. Như vậy các dục đây đang làm chướng ngại ở dị sanh điện, cũng làm chướng ngại ở hữu học điện. Lại ở vị dị sanh đang làm chướng ngại trong việc tu tập vô lượng đồng hành đẳng trì. Ở vị hữu học đang làm chướng ngại trong việc năng khéo thông đà sự nhất thiết trí đẳng trì rộng lớn. Ở vị vô học đang làm chướng ngại trong việc cực khéo tu tập rốt giáo đẳng trì. Nên biết chỗ sanh khởi của tất cả đẳng trì như vậy đều cùng hỷ đồng hành trong đệ môn thứ nhất. Vì ý vui làm lợi ích an lạc cho các hữu tịnh cùng hỷ đồng hành. Môn thứ hai, vì lãnh thọ hỷ của hữu học giải thoát cùng hỷ đồng hành. Môn thứ ba, vì lãnh thọ hỷ của vô học giải thoát cùng hỷ đồng hành. Kia do nhãn nhận biết sắc do duyên riêng biệt nên lại có sáu chủng. Lại vì đẳng trì đầy đủ các tướng gọi là viên mãn. Lại đẳng trì đầy rốt ráo ngặn mé, đó là hoặc năng hướng đến ly dục thế gian,
hoặc năng hướng đến ly dục xuất thế gian, quá đây lại không đẳng chỉ nào khác năng hướng đến thành tịnh khả đắc, cho nên nói đây không có khuyết giảm. Nếu có người muốn nhanh chóng chứng quả sa môn đối với hy thần mạng không lòng đến tiếc, hằng thường gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng tinh tấn mãnh liệt, ở trong các dục rõ biết tự tướng nên giữ gìn chánh niệm bền chắc, biết rõ quá hoạn nên không các sự mong cầu, tránh biết hiện tiền. Vì lấy chánh niệm chánh chính làm chỗ nương nên phương tiện sinh tu bốn chủng không phóng dật, đó là phần ban ngày hoặc đi hoặc ngồi nên các pháp chướng tịnh tu trong lòng cho đến nói rộng. Như vậy phát khởi rộng mãnh tinh tiến nên sở chứng đầy không chỗ khiếp sợ yếu hèn, do chính chủng tướng khiến trong tâm an trụ, nhất hướng tụ tập samatha định nên thần được khinh an, vì không hết thảy ái vị nên không hết thảy nhiễm ô, không bị sự nhiễu loạn của hai tùy phiền não hôn trầm và thủy miên, vì nhất hướng lấy niệm trụ làm chỗ nương, tinh tấn tu tập tỷ bát xá na, kiên cố giữ gìn chánh niệm, xa lìa trọng cử và tùy phiền não nên không có ngu si, đã nhập đạo trì quán dòng vận chuyển nơi tâm chánh định, tức ở nơi hai phần đây hành theo một cảnh. Vì đoạn chướng kia nên tu tập làm chủng đối trị như vậy làm chỗ nương, nên năng ở nơi chướng kia biết khắp vĩnh viễn đoạn trừ, ở nơi ba đẳng trì nương sáu sự cảnh, năng chỗ có năng dẫn hỷ sai biệt đồng hành định viên mãn, do hai nhân duyên chư Phật Thế Tôn vì các đệ tử tuyên thuyết tự mình năng dẫn đạo pháp. Một, ở nơi quá thất của phẩm hắc khiến sanh hiểu biết. Hai, ở nơi công đức của phẩm bạch khiến sanh hiểu biết. Lại nữa ở trong chánh pháp tỷ nại gia đây được có hai chủng bồ đặc giả la, một đã đắc ý, hai chưa đắc ý. Người đã đắc ý lại có hai chủng: một đã kiến đế, đã đắc ý tâm giải thoát hữu học; hai A-la-hán, đã đắc ý tâm giải thoát vô học. Người chưa đắc ý tức là hàng hữu học dị sanh mới bắt đầu sự nghiệp tu tập ở nơi ba học kia, hoàn toàn chưa đắc tất cả hai chủng ý tâm giải thoát, cho nên mong cầu thể dị sanh về sau hữu dư y diệt và tự thể về sau vô dư y diệt lúc niết bàn giới, nên ở trong ba học an trụ nhiều tu học. Nếu hàng vô học thì đã chứng đắc ý tâm giải thoát, nhưng lúc mất chánh niệm hành bung lung nên bị thối lui hiện pháp lạc trú, tùy vị kia ở nơi hiện pháp lạc trú đây hoặc thối lui hoặc không thối lui, nhưng không khả năng thối mất giải thoát. Nếu có người tu hành không phóng dật, tất cả đều vì chứng đắc giải thoát, nhưng đã chứng đắc giải thoát thì không thối mất, vậy tu không phóng dật có tác dụng gì? Nếu vì chứng đắc hiện pháp lạc trú, riêng thực hành dụng công như tạo làm nghề nghiệp công xảo, không phóng dật là lẽ cần thiết tất nhiên. Nếu các bậc hữu học trước đã chứng đắc ý tâm giải thoát, vị kia cũng quyết định tiến đến bà Bồ Đề, lấy sự tu đạo không do duyên khác mà tự nhiên đang tu hành không phóng dật, vì trong hiện pháp còn chưa dừng nghỉ phóng dật một cách rốt ráo. Nếu có người chưa đắc tất cả ý kia lẽ quyết định tu không phóng dật, lại do ba tướng biện biệt việc nên làm: một, vì huân tập thành tựu các căn nên từ đường phiền mãn; hai, do tập quen gần gũi tùy thuận như pháp các ngoại cụ nên tập được an trụ; ba, do các nhân duyên thân cận y chỉ bậc thiện sĩ lắng nghe chánh pháp như lý tác ý cho đến thành tựu hai tầm giải thoát. Lại tức ở đây lúc sự thực hành không phóng giật chuyển, do hai chủng tướng nên biết ở nơi sáu xứ tịch diệt kia có tăng thượng mạn không tăng thượng mạn, đó là ở nơi chưa diệt khởi tà phân biệt vọng chấp là diệt, do sở duyên và ở nơi chưa đắc khởi tà phân biệt hư vọng kế chấp là đắc. Kia tuy khởi tà phân biệt diệt giải thoát như vậy mà chưa năng khiến thân hoại về sau thọ mạng vĩnh viễn tận, sáu xứ vĩnh viễn diệt, cũng không thể lìa các cảnh giới hy tưởng. Lại kẻ kia ở nơi sáu xứ tịch diệt hoặc duyên hoặc chứng vì lãnh thọ tà nên có sự việc như vậy. Hai chủng tướng đây nên biết gọi là có tăng thượng mạng, trái với tướng đây nên biết gọi là không tăng thượng mạng. Lại nữa, người trụ nội pháp đối với hai chủng đắm trước phải nên rõ biết là hai chủng quá hoạn, đó là vì các dị sanh ở hai duyên thức và thọ năng y không thể rõ biết là tánh vô ngã. Người chưa ly dục duyên nơi nghiệp lợi dưỡng cùng kính tăng thượng mà khởi các thọ nên có đắm trước thứ nhất. Người đã ly dục duyên nơi lìa các dục sanh khởi các thọ có đắm trước thứ hai. Đắm trước đây làm nhân khiến tương lai sanh khởi gọi là sanh. Lại các ngoại đạo do chấp thủ đắm trước nên sanh các hệ phược, vì hệ phược sanh nên đằng sanh tất cả pháp ác bất thiện, đây gọi là quá hoạn thứ nhất. Lại do lực đắm trước đây tăng thượng nên ở nơi chánh pháp tỷ nại gia bị chế mất và đời tương lai sanh khởi các khổ như sanh sai khác.
Ở trong hiện pháp, vì lực tăng thượng đầy làm nhân duyên nên không thể bát niết bàn. Đây gọi là quá hoạn thứ hai. Trái với tướng đây nên biết tức là phẩm bạch sai biệt. Lại nữa, do bốn nhân duyên ở nơi pháp vô ngã, năng đến vô giáo, đó là tất cả pháp đều vô ngã. Vì ngoại trừ tự tánh thức, các nhân duyên thức, các trợ bạn thức, sở hữu còn lại đều chẳng thể đắc. Lại vì tự tánh thức là vô thường, lại vì nhân duyên đây là vô thường, lại vì trợ bạn đây là vô thường. Lại nữa, do pháp tám thánh đạo trì, cùng quả đầy hiển phát chánh pháp cùng tỷ nại ra. Do năm chủng tướng mà biết pháp tám thánh đạo trì là tối thắng không tội. Một, vì ở hiện pháp khéo phân biệt, hoặc có hoặc không có phiền não gọi là hiện kiến. Hai, vì năng khiến đắc liệt hệ buộc phiền não gọi là không cháy mạnh. Ba, vì trong tất cả mọi lúc, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, đều có thể tu tập, dễ dàng tu tập gọi là đúng thời. Bốn, vì dẫn dắt đến niết bàn gọi là dẫn đạo. Năm, vì chẳng cùng chung với hết tất cả ngoại đạo gọi là chỉ kiến đây. Vì xa lìa, do người mà tín, hành tướng hần lạc, tầm tư khắp cả, tử văn phát khởi kiến thầm, sát nhẫn, duy chỉ tự chứng, gọi là bên trong sở chứng. Đạo và quả của pháp đây cũng có năm tướng, nên biết đã phân biệt, như trong phần nhiếp dị môn. Lại nữa, biển có hai chủng, biển nước và biển sanh tử. Do ba chủng tướng nên biết biển nước và biển sanh tử chẳng đồng phận. Những gì là ba? Một, tự tánh không đồng phận. Biển nước lớn dụng một phần sắc làm tự tánh nên có biên bờ, có lượng. Biển nước sanh tử dụng tất cả hành làm tự tánh nên không biên bờ, không hạn lượng. Năm, hai, chìm nổi không đồng phận, hoặc sở hữu chìm nổi, hoặc do đây chìm nổi, hoặc như vậy chìm nổi đều không đồng phận. Trong biển nước lớn, hoặc thú bằng xanh, hoặc có người chìm nổi trong ấy. Trong biển lớn sanh tử, cả trời và thế gian cũng thường chìm nổi. Lại biển nước lớn chỉ có thân bị chìm nổi trong ấy, chẳng do ngữ, chẳng do ý, chẳng do tham, chẳng do sân, chẳng do si, chẳng do pháp sanh khổ mà khiến chìm nổi trong ấy. Trong đây tuyên thuyết các nghiệp phiền não và quả kia ba phần. Như thứ lớp đây mà biết tướng kia, biển lớn sanh tử cũng do thân, cho đến cũng do sanh khổ mà chìm nổi trong ấy. Những người xuất gia do hư vọng tầm tư, do hư vọng quán sát, do tự mình khỏi các tà phân biệt, phát khởi trùng trùng tầm tư bất chánh, khiến tâm bị nhiễu loạn, hằng thường chìm nổi nơi biển sanh tử. Lại vì các ngoại đạo khác bị sự ràng buộc trói cột của các phiền não hệ buộc, nên hằng thường chìm nổi nơi biển sanh tử. Những người tại gia bị các khổ phiền não hằng thường bức bách thiêu đốt không gián đoạn mà không biết nhàm chán nên gọi là chìm nổi. Lại nương theo các nghiệp phiền não mà qua lại sanh trong các cõi không ngừng gọi là chìm nổi. Biển nước lớn đây tuy dây vào trong ấy chỉ tạm thời bị suy tổn. Nếu là các thú bàng sanh chỉ do một phần thế lực nghiệp phiền não mà sanh trong ấy, tạm thời bị chìm nổi mà chẳng phải rốt ráo hoàn toàn, nên biết đây gọi là chìm nổi không đồng phận. Ba, vượt qua không đồng phận, tức là trong biển nước lớn, nếu các loại dị sanh chưa ly dục tham, vẫn có thể vượt qua cùng các loại khác. Biển lớn sanh tử kiến lập ba phần, người chưa ly dục do năm cảnh khả ái sai biệt, người đã ly dục do ý nhận biết pháp cảnh khả ái sai khác, các hữu học do nội sáu xứ có sai khác, các loại dị sanh đối với cảnh giới khả ái của biển lớn chưa thể vượt qua. Các loại dị sanh đã ly dục ở trong sáu xứ, mỗi mỗi riêng khác của biển lớn chưa thể vượt qua, giờ kia ở nơi đây chưa thể vượt qua, nên ở hai chủng cảnh giới biển lớn trước cũng chưa vượt qua. Các bậc hữu học đây ở nơi sáu xứ biết khác là khổ, tức ở nơi sở duyên mà tu tập chánh đạo, do vị kia an trụ như vậy. Ở hai chủng cảnh giới là chưa ly dục địa và đã ly dục địa, chỗ có tâm ý sở duyên cảnh tướng minh bạch rõ ràng hiện tiền, lại do tác ý quan sát mãnh lợi, nên ở nơi sở kiến trước thầy đều tùy nhớ nghĩ, do nhân duyên đây ở nơi sáu xứ kia nhanh chóng dùng tuệ thông đạt cũng đang trừ khiển. Lại vị kia đối với sáu xứ biển lớn nhanh chóng năng vượt qua, do năng vượt qua nên đối với hai chủng cảnh giới biển lớn trước sẽ rốt ráo vượt qua, và đối với những sự phiền não năng dẫn phát xả bỏ sở học, phiền não năng dẫn phát tầm tư loạn tâm, phiền não năng dẫn phát đắm trước thế gian lợi dưỡng cung kính, phiền não năng dẫn phát tất cả ác hành, thảy đều khảm năng vượt qua. Út Đà Nam nói, đạo thấy không đồng phận, vương quốc hai thế gian, hữu vi ngăn thần hành, kiến chấp ba tánh không. Được có hai chủng đạo không đồng phận: một, tự tánh không đồng phận; hai, hành tướng không đồng phận. Hoặc hướng đến khổ tập hành, hoặc hướng đến khổ diệt hành, đây gọi là tự tánh không đồng phận. Nên biết tự tánh ban đầu năng hướng đến tạp nhiễm, tự tánh thứ hai năng hướng đến thanh tịnh,
Đây gọi là nghĩa không đồng phận. Tức hướng đến diệt hành đầy, hoặc có hành chuyển do cộng tướng hữu vi, hoặc có hành chuyển do cộng tướng hữu vi vô vi, đây gọi là hành tướng không đồng phận. Nên biết trong đây, nếu hành tướng do cộng tướng các hữu vi kia so với đạo quả gọi là không đồng phận, nếu hành tướng do cộng tướng hữu vi vô vi kia so với đạo quả cũng gọi là đồng phận. Vì cớ sao? Vì đạo quả niết bàn thường vô ngã vậy. Lại nữa, ở nơi nội chánh pháp lược có năm chủng thầy giả lập cú, các thầy ngoại đạo đều chẳng thể chế luận như vậy. Đó là hướng đến các thủ hành, hướng đến các thủ tận hành, hoặc tất cả pháp vĩnh viễn đoạn biến tri tác biên tế khổ, hoặc ở trong năm tướng thọ kiến lập từng tướng xứ một, công đương bốn tướng hữu thần kiến lấy đầy làm chỗ nương, năng hại bốn chủng hành tướng kiều mạn. Nếu mạn làm nhân có ba quá hoạn, nếu lìa mạn làm nhân có ba thắng lợi. Nên biết trong đây, kẻ ôm lòng kiều mạn tức là tâm thối lui đối với niết bàn giới, đây do hãi sợ gọi là quá hoạn thứ nhất. Ở trong các ác hạnh thường hiện hành cùng các sự tạp nhiễm khả ái, tâm lại hướng đến nhập vào, đây gọi là quá hoạn thứ hai. Vì đối với niết bàn giới sanh sâu sợ hãi lực tăng thượng, liền năng phát khởi sanh, sanh từ trọng bệnh ở đường lai. Như do lực hãi sợ tăng thượng cũng vậy, do ở nơi các ác hạnh cùng sự tạp nhiễm khả ái, tâm đầy lực thú nhập tăng thượng nên năng sanh khởi sanh, sanh từ trọng bệnh ở đường lai. Như sanh bệnh thì nhãn xứ ung nhò tham tên độc nên biết cũng vậy, đây gọi là quá hoạn thứ ba. Trái với tướng đây nên biết tức là lìa mạng làm nhân có ba chủng thắng lợi. Nếu thuận theo trên khỏi lực tăng thượng thì ở trong hệ pháp chủng từ hậu hữu hoặc tăng hoặc giảm, do đây làm nhân hậu hữu đương lai hoặc sanh hoặc chẳng sanh, vì dụng năng hiếp thọ chủng từ phiền não hoặc có tập khỏi hoặc diệt chìm, nên như thật kiến lập sở hữu giáo pháp tất cả thế gian và xuất thế gian, duy trì ở trong nội pháp mới có bậc đại sư. Vì các đệ tử chân chánh tuyên thuyết thầy giảng lập cú chân thật khả đắc, chẳng thể trong các ngoại đạo mà có việc đây. Lại nữa, ở trong dục giới, các khí thế gian ví như vương quốc của vua, hữu tình thế gian ví như thần dân, thiên ma ác kia ví như quốc vương. Lại nữa, có hai thế gian, một hữu tình thế gian, hai khí thế gian. Hữu tình thế gian sát na mỗi mỗi nội thần nhậm vận hoại diệt, khí thế gian đầy bị sự hoại diệt của hỏa tai. Lại nữa, không có hai chủng hữu vi và vô vi, trong đây hữu vi là pháp không vô thường, hằng an trụ lâu dài không biến đổi và ngã ngã sở. Các vô vi chỉ có không, không có ngã và ngã sở. Lại tánh không đây để các nhân duyên nhiếp vào pháp tánh, đạo lý pháp nhĩ làm chỗ nương về, đây hoặc như vậy hoặc khác hoặc chẳng phải, khắp tất cả sự không gì chẳng đều quy về đạo lý pháp nhĩ. Lại nữa, Như Lai không bị ngăn ngại, nàng đắc tất cả ngàn mé thế gian, chỉ ngăn chặn thân hành đi đến đắc ngàn mé thế gian. Phải biết đây nương đạo lý thắng nghĩa. Vì cớ sao? Đắc thế gian đây gồm đắc phương tiện ngàn mé thế gian và ngàn mé đời, đó là ở nơi phương hướng, nơi chốn có tưởng thế gian, giả danh thi thiết lực tăng thượng. Tức thế gian đây do hoặc tưởng hoặc trí lực tăng thượng mà gọi là có thế gian. Do hoặc tưởng hoặc trí lực tăng thượng đây ở các thế gian rộng khởi ngôn thuyết. Do hoặc thấy hoặc nghe hoặc hiểu hoặc biết lực tăng thượng đây ở nơi sáu xúc xứ. Do nằm chuyển nơi khởi như thật trí gọi là đắc phương tiện ngàn mé thế gian. Vì nhân các hành vị lai vĩnh viễn tận mà gọi là năng đến ngàn mé thế gian. Vì ở nơi nhân quả đời như thật biết gọi là thế gian giải. Vì năng tránh nhậm trì tối hậu thân gọi là khéo vận chuyển ngàn mé thế gian. Vì ở trong hệ pháp tất cả cảnh giới ái vĩnh viễn tận, vì hàng trụ đầy đủ gọi là bậc năng vượt qua ái thế gian. Do các hành tướng đã thuyết như vậy nên gọi là đắc ngàn mé thế gian. Lại nữa, những người xuất gia không ở trong pháp thiện thuyết tỉ nại gia, lúc có một tầm từ ác bất thiện chưa sanh mà sanh, tức một hướng năng làm chướng ngại phạm hạnh, lúc kia đã sanh lại chấp kiên cố chẳng xả, trong đây không hành là thủ thắng hơn cả. Giả sử có hành thì không nên chấp kiên cố, đã ở trong tương tục thì không được lấy đó làm chỗ nương tựa cư trú. Vì cớ sao? Vì sát na tạp nhiễm thì không thể khuynh động việc tu phạm hạnh, chính yếu là do sự tương tục mới năng khiến khuynh động. Lại nữa, nên biết có hai chủng trụ không, một trụ không tôn thắng, hai dẫn trụ không kia.
Trụ không tồn thắng, các A-la-hán trụ quán vô ngã, như vậy gọi là trụ không tồn thắng. Do pháp nhĩ tồn thắng của A-la-hán là trụ quán vô ngã, nên trong các trụ, đây thật là tôn quý hơn cả. Như vậy, hoặc sở trụ tồn thắng, hoặc tức trụ tồn thắng do nhân duyên đầy thuyết gọi là trụ không tồn thắng. Dẫn trụ không kiệm, như có người hoặc đi hoặc đứng, như thật rõ biết hoặc có hoặc không có phiền não, biết có phiền não liền tu đoạn hành, biết không phiền não liền sanh hoàn hỷ, vì đã sanh hoàn hỷ cho đến khiến tâm chứng tạm mà địa. Do tâm chứng đắc tạm mà địa, như thật quán sát các pháp vô ngã, đêm ngày tùy học, không thường giải đãi phế bỏ. Như vậy gọi là dẫn trụ không kiệm, nên biết đây đối với phiền não bên trong như thật rõ biết, có biết là có, không biết là không, đây gọi là tánh không. Lại nữa, các bậc thánh đệ tử viên mãn chánh kiến đã thấy dấu tích đế đều năng như thật, vượt qua tà không kia cũng năng như thật, tránh nhập chẳng không, dụng đạo thế gian và đạo xuất thế gian mà tu tập tánh không. Nghĩa đây thế nào? Vì ở xứ đây kia chẳng phải có nên chánh quán là không, vì ở xứ đây có sót thừa thì như thật biết có. Thế như nhà trọ, một thời gian không có người Phật thì không thì gọi là không, thời gian khác lại có các người Phật thì gọi là chẳng không. Hoặc nhà trọ đây do không một loại nào cả nên gọi là không, tức là không cây gỗ dựng thành, hoặc không mái cỏ tre, hoặc không cửa nẻo, hoặc không chốt khóa, hoặc có một phần nào đó không có, nhưng chẳng phải nhà trọ đây tức thể không. Như vậy tự thể nương tựa thân cũng gọi là thọ thú, cũng gọi là tưởng thú, cũng gọi là tư thú. Nhìn thần chỗ nương của tự thể đây, một thời gian do không một loại hoặc thọ hoặc tưởng hoặc tư, tất cả phiền não tùy phiền não nên được gọi là không. Nhưng thời gian khác do có một loại nên được gọi là chẳng không, tức thân nương tựa tự thể. Một thời gian do không một loại hoặc nhãn hoặc nhĩ hoặc tĩ hoặc thiện, hoặc một phần thân hoặc một phần ý nên gọi là không. Nhưng chẳng phải tự thể nương tựa thân, tức thân và tự thể tất cả đều không. Nên biết trong đây được nghĩa chung, nếu quán các pháp sở hữu tự tánh sẽ rốt ráo đều không. Đây gọi là điên đảo thú nhập không, cũng gọi là trái vượt pháp thiện thuyết tỷ nại ra mà Phật sở thuyết. Nếu quán các pháp do tự tướng, nên một loại là có, một loại là chẳng phải có, có và chẳng phải có đây rốt ráo xa lìa. Lại quán tánh có ở một thời gian một phần xa lìa và một thời gian một phần không xa lìa, như vậy gọi là như thật thú nhập tánh không, không điên đảo. Người dụng đạo thế gian để tu tánh không, đó là bậc thánh đệ tử trụ chốn viễn ly, trước ở nơi thôn xóm tụ lạc, tác ý tư duy tưởng người, kế lại tư duy tưởng A Lan Nhã. Người kia tức quán sát ở trong tự thân, nơi tưởng đầy quán là không, tức ở nơi tưởng người xóm, ở nơi tưởng đầy quán chẳng không, tức là tưởng A Lan Nhã, lại quán chẳng không khác, đó là tưởng A Lan Nhã làm duyên, ở nơi tưởng các thọ tư tương ưng A Lan Nhã, hoặc tức ở nơi tưởng đây có một loại nên quán là không, tức ở nơi tưởng thô trọng không trụ tỉnh tĩnh và theo đốt quán là không, hoặc ở nơi tưởng đây có một loại nên quán là chẳng không, tức là ở nơi vi tế trụ rất tịch tĩnh xa lìa thiêu đốt quán là chẳng không. Lại tức ở nơi kia năng nắm giữ tướng A Lan Nhã sai biệt như núi rừng cỏ cây cẩm thú thì không tư duy, lại tưởng tướng sai khác, chỉ tư duy địa không tưởng tướng khác. Lại tức ở nơi kia năng nắm giữ tướng đất sai biệt như hiểm trở cao thấp không bằng phẳng, nhiều thứ ngói đá vụn đất thì không tư duy, lại tưởng tướng sai khác, chỉ tư duy đất bình bằng phẳng trơn mịn giống như lòng bàn tay, không tưởng tướng khác. Từ đây kế đến trừ tưởng sắc, lần hồi tư duy tưởng tướng sai biệt của không xứ thức xứ vô sở hữu xứ, về sau tác ý tư duy tưởng tướng phi tưởng phi phi tưởng xứ, ở nơi tất cả xứ như trước đã thuyết, trải qua quán tánh không, quán các địa dưới có tưởng thô, quán các địa trên có tưởng tĩnh. Như vậy gọi là các thánh đệ tử dụng đạo thế gian mà tu tập tánh không, nên biết đi đến cao nhất là vô sở hữu xứ thứ lớp lì dục. Từ nơi ấy rồi về sau tu thánh đạo, hành thứ lớp trừ bỏ hành vô thường, năng hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ sẽ rốt ráo lì dục. Kìa lúc bấy giờ tự quán trong thân không, không các tưởng, đó là tất cả lậu một hướng tịch tĩnh vĩnh viễn lìa thiêu đốt. Lại quán trong thân có pháp chẳng không, đó là nương đầy làm duyên, sáu xứ chuyển chuyển xoay vần nhậm trì cho đến trụ thọ làm duyên, các pháp thanh tịnh không có hoại diệt. Nên biết khi xưa Thế Tôn tu tập hạnh vị Bồ Tát, tu nhiều trụ không năng
nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải như trụ tư duy vô thượng khổ. Cho nên nay chứng đắc thượng diệu bồ đề, do lực đã chứa nhóm an trụ xuyên suốt tụ tập tùy chuyển nên nhiều nương trụ không. Lại nữa có hai chủng không, một sở chứng không, hai sở tu không. Nếu các bí xô vui sống trùng hỗn tạp đối với hai chủng đây, chẳng năng thành tựu, vì chẳng năng chứng sở chứng không, vì chẳng năng tu sở tu không. Nhân chẳng thành tựu hai chủng đây nên biết thối mất bốn chủng diệu lạc, đó là diệu lạc xuất ly, do ở nơi tất cả các khổ của việc nhiếp thọ các ác gây dựng sự nghiệp thảy đều giải thoát. Diệu lạc xa lìa, do giải thoát sự tham dục sân khỏe trong sở tịnh lự, diệu lạc tịch tĩnh. Do tầm tướng dừng dứt, diệu lạc đẳng giác, do nhiếp thuộc hay giải thoát nhiếp lấy không tạo tác, không kinh hãi. Hai giải thoát, một thời ái tầm giải thoát, hai bất động tầm giải thoát. Thời ái tầm giải thoát, nếu a lan nhã can tánh độn, ở định thế gian chính là thối pháp, trừ thể giải thoát chỗ có chứng định nên gọi là thời ái tầm giải thoát. Vì bị thối pháp nên có lúc thối thất, có lúc hiện tiền gọi là thời. Ở hiện pháp vui thích mong muốn trụ chứng đắc nên gọi là ái. Bất động tâm giải thoát, vì A-la-hán can tánh lợi nên không thối pháp, tất cả đều dùng lực vô lậu đạo mà đắc giải thoát, ở nơi tất cả chủng đều không thối thất. Nên biết trong đây nghĩa quyết định là nghĩa tam, muội, già, còn lại như trước thuyết, không chỗ tạo tác, không kinh hãi, tức là không có điều gì khác có thể khiến tâm A-la-hán ở trong nhiễm kiềm mà bị biến đổi, pha sanh sầu thán. Sở chứng không lược có hai chủng, một ngoại không là vượt qua tất cả năm chủng tưởng sắc, tức là chỗ dẫn phát của năm diệu dục, tránh năng tác chứng ly dục tham. Hai, nội không là tránh năng tác chứng ở nơi nội các hành, đoạn trừ tăng thượng mạng. Sở tu không cũng có hai chủng, một ở trong nội ngoại các cảnh giới tu vô ngã kiến, hai tức ở nơi kia tu vô thường kiến. Bốn chủng không đầy nên biết lấy bốn hành làm chỗ nương. Một, ngoại không lấy lực nội trụ tâm làm tăng thượng duyên, khiến ra lìa phát sanh làm tươi nhuần, nơi thân làm chỗ nương và biết khắp ngã mạn. Hai, nội không lấy nội ngoại không đối với nội ngoại pháp, tu vô ngã kiến làm chỗ nương. Ba, vô ngã kiến tức dụng ở kia tu vô thường kiến làm chỗ nương. Bốn, vô thường kiến lấy nghe chánh pháp như lý tăng ý làm chỗ nương. Lại ở trong đây, nếu các bí xô vì lìa dục tham tình xỉ tu học tăng ý quan sát lực tăng thượng, thì đối với các tướng bất tịnh hệ buộc dục giới còn nỗ lực siêng năng tư duy. Người kia vì chưa tác chứng ngoại không, vì ở nơi chánh đạo đây chưa khéo tu, vì thú hướng tập nhiễm, vì ở nơi tánh ngoại không, tâm không chứng nhập, không vui thích, nên bèn ở trong đây do muôn ngã mạn tùy quá sát, tâm không trồi nổi tán loạn, dụng tướng tịch tĩnh tư duy nội không. Vì kia ngã mạn chưa vĩnh viễn đoạn, vì chưa khéo tu chánh đạo, nên cũng ở trong đây tâm chưa chứng nhập, bèn ở trong nội ngoại tất hành tu vô ngã kiến. Vì chưa khéo tu vô ngã kiến, cũng ở trong đây tâm chẳng chứng nhập, bèn ở trong nội ngoại tất cả hành tu vô thường kiến, khiến tâm bất động. Vì ở trong các hành kiến vô thường nên tất cả trùng động đều không chỗ có, cho nên vô thường kiến gọi là bất động giới. Vì ở nơi thị xứ đây tâm không gì không thắng giải, nên dùng chánh tuệ như thật thông đạt, hoặc duyên bất tịnh, hoặc duyên tử bi, hoặc duyên niệm hơi thở sở hữu cảnh giới, hoặc duyên cảnh giới các hành vô thường. Vì rất nhiều tu tập tàng ma địa làm nhân duyên khiến tâm điều nhu, do đây dần dần đều năng chứng nhập tất cả xứ, do nhân duyên đây năng chứng viên mãn sở chứng không. Vì nhân ở nơi sở chứng được viên mãn nên tâm giải thoát tất cả năng thuận thượng hạ phần kiết, do nhân duyên đây năng tu viên mãn sở tu không. Vì nhân ở nơi sở tu đã được viên mãn nên thành tựu pháp chánh kiến vô học. Nếu ở lúc này cho đến đối với không mà chưa năng chứng nhập nên biết thời đây là vị dị sanh, nếu vào lúc chứng nhập là vị hữu học. Nếu thời tu tập đã được viên mãn là vị phù học. Vì khiến tu đầy được viên mãn, sinh tu chánh hạnh khiến tầm chứng nhập, dụng tầm tư thiện mà tránh tầm tư, tức ở trong đây năng khéo biết lượng, lìa các tạp nhiễm mà khởi môn thuyết. Đối với chỗ nên kinh hành năng tránh kinh hành, đối với chỗ nên ngồi năng tránh an tọa, nơi tất cả xứ như vậy đều khéo biết lượng. Như vậy vào thời hành thanh tịnh làm tiền dẫn, vào thời trụ cũng được thanh tịnh. Ở khoảng trung gian năng dùng tăng ý quan sát lớp lớp phiền não hiện hành, rồi tịnh tu sửa trị tâm. Như vậy năng một hướng thành tựu pháp bạch tịnh, tất cả ma oán cùng tất cả pháp ác bất thiện, bốn chủng tạp nhiễm chẳng thể dẫn đoạt. Đó là vì tánh nhân hậu hữu, vì hiện hành thân tâm biến hoại thiểu não khắp, vì tánh nhân ác thú, vì tánh nhân
của các thứ khổ như sanh. Ngôn thuyết có hai: một, ngôn thuyết tùy chuyển theo thắng giải âm thanh; hai, ngôn thuyết tùy chuyển theo tùy pháp hành pháp. Ngôn thuyết thứ nhất là chỗ tránh phát khởi do thọ trì đọc tụng thưa hỏi tỉ mỉ tránh pháp. Ngôn thuyết thứ hai là chỗ tránh phát khởi do ở nơi sở duyên khiến tâm an trụ, do giáo giải thoát thì thiết dạy trào. Nếu đây là nghĩa Như Lai xuất thế, các chúng đệ tử nhập vào thánh giáo phải xin tu tập thiện pháp như vậy. Nếu ở trong pháp tỷ nại gia cầm tất cả chủng tu phạm hạnh, nên biết cũng không người tu phạm hạnh. Nếu ở trong đây đã không phạm hạnh mà có kẻ sừng phạm hạnh, tức đều tu tà hạnh. Thầy cho xoay vần chuyển xúc não, mỗi mỗi tự cho là có thể thức tôn ti. Ở trong chánh pháp đây, hai chủng đều khả đắc, đó là sở chứng không và sở tu không. Nếu có người từ bỏ quả rộng lớn, lợi ích rộng lớn của sự tu tập sở chứng không và sở tu không là cực hạ liệt, có tội lỗi lớn, nổi trôi trong sự ái vị lợi dưỡng cung kính, nhiều tập quen tà hạnh, nên biết kẻ kia là tai nạn lớn của phạm hạnh khiến bị xúc não. Do kẻ kia mê đắm ái trước lợi dưỡng cung kính tự bước não, nên đối với ngôn giáo năng thuận theo giải thoát không muốn lắng nghe, dù vì kia tuyên thuyết mà chẳng thể lắng tai nghe, hoặc vì tham trước lợi dưỡng cung kính lực tăng thượng mà gượng ép lắng nghe, nhưng không tầm cầu hiểu, không muốn tu hành, không vì khéo tự điệu phục mình rốt giáo, cho đến không vì chứng bát niết bàn. Do việc như vậy, thêm ghét đại sư, hành bất bình đẳng, chẳng thể hiện tiền báo đáp ân đức rộng lớn, nên biết trong đây được nghĩa chung, đó là đã xuất gia trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia rồi. Do bốn nhân duyên, lẽ ra đối với điều mình chân chánh nên hành mà không năng hành, lẽ ra đối với thánh giáo xuất gia của bậc đại sư chân chánh nên hành cũng chẳng thể hành, tức vì vui tướng tạp trụ, vì ngôn thuyết tùy thuận theo thắng giải âm thanh, vì chìm đắm lợi dưỡng cung kính, vì lực đắm trước tăng thượng duyên đầy mà lắng nghe chánh pháp nên không tu hành tự lợi lợi tha. Lại Phật Thế Tôn không muốn tự hiển việc năng khéo điều ngự chúng mà nhiếp đổ chúng, chỉ vì sanh sâu ái mẫn đối với các hữu tình. Do nhờ duyên đầy đối với các chúng đệ tử hành tà hạnh, năng không hộ, tiếc dùng lời phân tích cạn kẽ giảng dạy. Thà rằng kiến đệ tử do lời lợi ích phần mình thù đầy, hiện tiền xả bỏ chánh pháp và tỉnh lại ra mà còn có lợi ích, không để kia trụ trong chánh pháp rộng, hứng khởi tà hạnh.